Xin chào quý vị, trở lại chương trình trực diện TV. Thì trở lại cái vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ, hay còn một tên gọi khác là vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Thì ngày hôm nay vụ án này nó đã tiến quá xa, có thể nói rằng cái vụ lùm xùm ở Thiền Am đã bị những cái thế lực mà ở phía Việt Nam gọi rằng cái thế lực thù địch, những cái nhóm gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, hay là đấu tranh chống cộng sản Việt Nam, đấu tranh lật đổ Việt Nam, và ngay cả cái nhóm gọi là dân chủ, đấu tranh dân chủ hay là hoạt động dân chủ, hay là ngay cả những cái nhóm mà bất đồng chính kiến gì đó ở trong Việt Nam, thì cũng đã có một sự cấu kết rất là chặt chẽ với những người ở hải ngoại, những cái tổ chức gọi là không có thiện cảm đối với chính quyền Việt Nam, để mà đẩy những cái vụ lùm xùm xung quanh cái vụ Thiền Am này, những cái sự bê bối của những cái bị cáo, hay là những cái hoạt động mà nó mờ ám trong cái Thiền Am đó, để nó đẩy lên như là một cái công cụ hay là một cái vũ khí, và cũng lấy cái Thiền Am ra để làm một cái mục tiêu mà người ta gây quỹ, người ta kiếm ăn, rồi người ta nhân danh để mà đấu tranh chống cộng sản, nhân danh để mà bôi xấu các cái quy định pháp luật của Việt Nam, cũng như là bôi xấu các cái chính sách về nhân đạo, về dân chủ nhân quyền của Việt Nam. Có điều đó là cái vụ việc này nó hơi lạ. Hơi lạ là nhiều tuần lễ hay là nhiều tháng vừa qua, người ta thấy là những người ở trong cuộc, hay nói đúng hơn là những người mà gọi là hoạt động dân chủ lại từ ở phía Việt Nam, họ đã đưa ra những cái thông tin đó, và những cái hình ảnh đó cho thấy họ có những cái sự liên lạc nữa, liên hệ với những người ở bên ngoài. Đây là những cái vụ việc mà có thể nó đi quá xa đi. Thì trước khi mà chúng ta đi sâu vào một chút về những cái mối quan hệ đó, hay là muốn chứng minh rằng có một sự tiếp tay gì đó từ cái bên trong hay không, và người ta đang đưa ra những cái lý do nó đúng hay là họ xuyên tạc, và nếu mà xuyên tạc về cái mục đích chính trị, muốn bôi xấu cái chính quyền của Việt Nam, thì đối với luật pháp Việt Nam thì những người đó có tội hay không, ít nhất là có vi phạm về vấn đề đạo đức hay không. Thí dụ như họ là một nhà báo thì họ có vi phạm đạo đức nhà báo hay không, hay là họ là một luật sư thì họ có vi phạm đạo đức của nghề luật sư hay không. Thì một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng đó, ngay từ khi khởi tố cái vụ án, mặc dù là cái điều 331, rồi khi mà cơ quan chức năng chưa có khởi tố cái tội thứ hai là tội lừa đảo, và đã có râm ran, hay đúng hơn người ta tạo ra một cái phong trào gọi là vận động dân chủ nhân quyền cho Thiền Am, rồi gây quỹ cứu hộ Thiền Am, rồi giải cứu Thiền Am, rồi họ lên GoFundMe để mà họ gây quỹ, để mà gọi là đi vận động, và thậm chí là có quá nhiều các cái quỹ từ thiện để mà giúp cho các chú tiểu, giúp cho những người Thiền Am, rồi hội nhóm này hội nhóm kia thành lập 2-3 cái hội nhóm, thậm chí là họ tranh giành với nhau, họ giành ăn với nhau, và họ nhóm nào cũng cho rằng là mình chính nghĩa hết, và để quyên tiền của những người mà họ thù hằn với cộng sản, để mà họ cho tiền rồi gây quỹ mà giúp cho các luật sư để mà mướn người bào chữa cho các cái bị cáo ở trong Thiền Am. Và quả thật thì cái nhóm luật sư ở trong Việt Nam nó có 5 người đã tham gia vào cái vụ Thiền Am. Ngoại trừ 5 người đó thì bên ngoài cũng còn có một vài các luật sư nữa, những cái luật sư mà chuyên môn đưa ra những cái phân tích, đưa ra những cái dẫn dụ và định hướng dư luận theo một cái kiểu rất là xuyên tạc về cái bản án. Một cái bản án nó rất là rõ ràng như vậy, nhưng mà người ta cố tình lái sai đi, hoặc là giải thích các cái tình tiết trong cái vụ án á, nó làm cho bày hày ra, làm cho là cơ quan chính quyền của Long An là một cái cơ quan không có biết làm việc gì cả. Nói chung là cái cơ quan tố tụng ở Long An là một cơ quan chuyên môn vi phạm dân chủ nhân quyền, hay nói đúng hơn là chà đạp dân chủ nhân quyền. Và cái người lớn họng nhất đó là ai? Là ông luật sư Đào Kim Lân, như là cái kênh của luật sư Trần Văn Sĩ và một cái nhóm luật sư toàn thua, nó nằm trong một cái kênh gọi là Nhật Ký ở Thiền Am, và còn một vài những cái người khác nữa. Chúng ta thấy rằng tất cả những cái điều này nó có sự phối hợp nhịp nhàng ở bên ngoài. Ở bên ngoài đó thì một vài các cái hội nhóm, thí dụ như nhóm của Nguyễn Đình Thắng, rồi ngay cả những cái cá nhân Tammy gì đó, rồi nhiều người nữa, rồi lập ra những cái quỹ, rồi có những cái hình ảnh họ đi qua những cái quỹ hội nhân quyền của Liên Hợp Quốc, họ đi đến các cái dân biểu của Hoa Kỳ, họ đệ trình các cái giấy tờ này giấy tờ khác, rồi họ đưa ra những cái bản báo cáo,
những cái bản báo cáo mà họ cứ ngồi ở bên đây mà họ viết giống như là đúng rồi. Có một lần chúng tôi cũng đã trích dẫn một phần của những cái báo cáo đó để cho các bạn thấy rằng là người ta hoàn toàn mang tính chất tạo dựng. Thì hôm nay đó, cái hậu quả của nó đã bắt đầu có. Và cái hơi nóng áp lực lên chính quyền của Việt Nam đã bắt đầu hiển hiện. Và cái vụ việc này nó đã đẩy xa ra ở cái chỗ là đấu tranh chống cộng rồi. Đấu tranh chống chính quyền của Việt Nam. Đấu tranh mà phía Việt Nam gọi là xuyên tạc cái bản chất thực của nó. Tức nghĩa là dựng chuyện, không có nói đúng. Thì chúng ta thấy rằng ở Mỹ đó, nó có một cái quỹ hội gọi là Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, hay cái tên viết tắt bằng tiếng Anh là USCIRF. Thì cái điều đó thì chúng ta ai cũng đã biết. Và đối với một cái quỹ hội mà Quỹ ban tôn Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đó, thì vừa đưa vào các cái trong cái danh sách của mình là các cái bị cáo như Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Trùng Vương Dương và ngay cả bà Cao Thị Cúc vào trong cái danh sách gọi là nạn nhân tự do tôn giáo và niềm tin của toàn cầu. Và hành động này đó, chúng ta thấy rằng một lần nữa là bởi vì sao? Bởi vì có những cái báo cáo hay là có những cái sự vận động. Và những cái sự vận động này, nếu mà các cái tổ chức mà gọi là chính trị ở hải ngoại đó, thì thật ra thì cái nhóm mà Quỹ ban Tự do Tôn giáo này cũng đã từng bị Việt Nam là lên án, hay nói đúng hơn là từng bị Việt Nam lên tiếng bác bỏ, cũng như là chỉ trích rằng là thiên vị, hay nói đúng hơn là người ta không có chịu thấy sự thật. Họ thường đưa ra những cái vấn đề là một chiều, và họ không bảo vệ cho cái giá trị, cái chân giá trị của cái tôn giáo. Họ định nghĩa rất là khác, và ngay cả họ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Thì chúng ta không chưa nói về vấn đề mà Việt Nam đã phản bác về cái tổ chức gọi là Quỹ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ này như thế nào. Chúng ta chỉ muốn nói rằng là khi mà để đưa ra được một cái danh sách như thế này đó, thì rõ ràng là những cái quỹ ban tôn giáo hay là ngay cả Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì hàng năm vẫn có những cái buổi gọi là đối thoại nhân quyền đối với cái chính quyền của Việt Nam. Ngay cả châu Âu cũng đã làm như vậy. Và hàng năm thì Việt Nam cũng phải có những cái sự mà giải trình hay là để mà làm rõ hơn một số các vấn đề. Thí dụ như những năm trước đây đó, trong những cái cuộc mà đối thoại như vậy đó, những cái hồ sơ như là Lê Đình Kình, những cái vụ hồ sơ ở Đồng Tâm hay là ngay cả ở Văn Giang hay là ở ngay cả những cái vụ án bắt người thôi, hay là Nguyễn Tường Thụy, hay là ngay cả như là nhà báo tự do coi như là Phạm Đoan Trang gì đó, rồi Cấn Thị Thiêu, các thứ, mọi thứ là người ta cũng vận động để đưa ra. Trong đó là ở Hoa Kỳ có những cái tổ chức như là cái tổ chức của Nguyễn Đình Thắng, hay là cái tổ chức mà của những cái nhóm gọi là liên về cái mạng lưới nhân quyền của Việt Nam, và còn nhiều các cái tổ chức khác nữa. Hàng năm người ta liệt kê ra, rồi trong năm đó xảy ra vụ việc nào và những cái vụ việc đó thì họ vi phạm nhân quyền làm sao, rồi họ đánh giá trên cái cơ sở là cái nhân quyền phổ quát như thế nào. Và họ báo cáo á, thì thật ra thì các cái tổ chức ngoại giao của Hoa Kỳ, nhưng là như là những cái tổ chức như là Quỹ ban Tôn giáo đó, thì được cho rằng nhiều khi họ cũng sử dụng những cái người ở tại chỗ để mà làm những cái báo cáo đó, và thông qua những cái báo cáo đó để mà áp lực tới các đối tác như là Trung Quốc, như là Việt Nam, như bất cứ nước nào họ cũng có thể nói hết. Ngay cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ có khi cũng bị áp lực. Ngay cả Hàn Quốc cũng có thể bị nữa, ngay cả như Nhật Bản, ngay cả như là Thái Lan, ngay cả như là Philippines hay nhiều nơi khác. Thì đây là một cái công cụ bị nhiều nước trên thế giới họ tố cáo rằng chính quyền của Hoa Kỳ lợi dụng vào những cái vụ việc đó để mà áp đảo các cái nước khác, để mà hòng tranh thủ các cái quyền lợi cho đất nước Hoa Kỳ, tức nghĩa là can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ vẫn còn đó hàng loạt những cái vấn đề dân chủ nhân quyền, hàng Hoa Kỳ vẫn vi phạm dân chủ nhân quyền. Thì thì cái việc mà họ nuôi âm binh đó, họ nuôi những cái công cụ ở tại Hoa Kỳ để hàng năm cứ nghiên cứu các vấn đề của Việt Nam, rồi họ được rót những cái đồng tiền.
để mà các cái tổ chức ABC nó sử dụng, rồi nó làm những cái báo cáo, nó phải thiêu dệt lên, nó vẽ vời lên, nó làm đủ thứ chuyện hết. Và nếu nó viết như vậy không đó, thì Hoa Kỳ họ vẫn sử dụng. Nói chung thì họ vẫn sử dụng, bởi vì họ muốn sử dụng là để mà để có báo cáo, chứ không lẽ hàng năm không có báo cáo gì. Nhưng mà nếu như có những người ở tại chỗ ở trong nước đó, mà tiếp tay mà lại đưa vào những cái bản báo cáo, thì nó mang tính chất thuyết phục hơn, nó mang tính chất khách quan hơn, và cái trọng lượng của nó dữ dằn hơn. Thí dụ như trong cái vụ Đồng Tâm, chúng ta thấy có cái báo cáo Đồng Tâm của Phạm Đôn Trang, còn trước đó nữa thì những cái báo cáo gì đó như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh các thứ thì cũng đem ra dịch, nào là một năm thì trong mấy năm qua thì ở Việt Nam có bao nhiêu người chết trong đồn công an, rồi họ dịch sang tiếng Anh, họ gửi lung tung sang ngào, họ làm những cái bản báo cáo như vậy. Thì tất cả những cái bản báo cáo mà do những người ở trong nước họ làm, thí dụ như trở lại cái vụ Thiền Am, thì cái đám luật sư gọi là toàn thua. Luật sư toàn thua là luật sư mà nhận những cái vụ việc như thế này thì nhận vụ nào là thua vụ đó, và những người mà họ tài trợ đó, họ tài trợ để mà giúp cho các luật sư trong để cãi trong các cái vụ việc như thế này, thì bây giờ á, nhiều mạnh thường quân họ cũng chán ngán. Bây giờ cho nó 500 300 cho hoài mà để cãi vụ nào là thua vụ đó. Tòa án viện kiểm sát đề nghị 2 đến 4 năm thì tòa xử 4 năm, viện kiểm sát đề nghị 2 đến 7 năm tòa xử 7 năm. Nói chung là tòa xử lúc nào cũng là vượt khung, lúc nào cũng cái khung ở mức là cao nhất trong cái đề nghị của viện kiểm sát. Còn chống án lên thì người ta y án, do đó thì không toàn thua là cái gì? Thì cái đồng tiền của người hải ngoại mà gọi là tài trợ về đó chỉ làm cho cái đám luật sư nó múa mai, nó cãi cọ cho nó vui, cho nó đã cái miệng thôi. Trong khi đó thì các người bị cáo thì cứ bị ở tù rất là nặng. Và họ đã lợi dụng vào cái vụ Thiền Am, và họ đã có những cái sự tiếp tay với bên ngoài để hoàn thiện các báo cáo đó. Và những cái ý kiến của các luật sư, các luật gia, hay là cái đám YouTuber, cái đám mà gọi là chống cộng mà cống cộng ngầm đó, nó nhân danh là yêu nước, làm như là phân tích cái vụ việc này, như là Trần Văn Sĩ chẳng hạn, như là Đào Kim Lân chẳng hạn, và nhiều những cái người khác trong cái nhóm mà gọi là cái kênh mà gọi là Nhật ký Thiền Am, thì họ đưa ra trên mạng xã hội luôn, đưa ở trên Facebook luôn, họ dẫn chứng rất là rõ ràng là cái vụ việc này là sai phạm, không có thuyết phục, bản án tầm bậy, rồi vi phạm nhân chủ nhân quyền mấy chục điểm ở trong đó, về tố tụng mấy chục điểm ở trong đó. Cho nên á, họ đã hoàn thiện cái báo cáo và họ đẩy vào bên ngoài, cho nên là những cái báo cáo đó có thể nói rằng bây giờ nó mang cái chất nặng ký hơn là cái sự tiếp tay của cái đám mà ở phía Việt Nam gọi là khóa ngoại ở trong nước, cái đám gọi là chống chính quyền ở trong nước. Đối với những vụ việc như thế này, theo định nghĩa của luật pháp Việt Nam là chống chính quyền rồi, là xuyên tạc rồi, nhằm có mục đích bôi xấu cái chính quyền Việt Nam, bôi xấu các cái luật pháp, hay là bôi xấu các cái đường lối chính sách. Và ngay cả những người mà ở hải ngoại đó, thí dụ như một số các cái kênh, vừa rồi chúng ta cũng đã thấy là kênh N10 TV của Trương Quốc Huy đã lên tiếng rằng tố cáo những người khác, rồi đe dọa người ta nào làm ở Việt Nam, hay là các bạn nào, hay bất cứ một cái người nào mà ủng hộ cho Thiền Am, bảo vệ cho Thiền Am là sẽ bị đưa vào, chúng tôi sẽ có quyền lực để mà đưa vào, cấm các bạn không được vào Việt Nam, cấm không được đến đi Mỹ đổ gì lung tung sang ngọc. Nói chung là nó cảm thấy nó hoảng loạn, nó cảm thấy rằng khi mà có nhiều người đó, người ta lên tiếng về cái vụ việc Thiền Am và người ta không hài lòng. À, vì cái vụ Thiền Am là nhân danh là cái cơ sở từ thiện, vụ Thiền Am nhân danh là tu tập đàng hoàng, và người ta lên án, tức nghĩa là người ta ủng hộ theo cái bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, thì cái đám ở bên ngoài đó, cái đám chống cộng cùi, cái đám mà nó gây quỹ kiếm tiền đó, nó điên loạn, nó cảm thấy nó mất ăn, cho nên nó dậy, và nó dậy thì nó lại không biết làm cái gì, nó gồng mình lên, nó lên mạng, nó nổ sản, nó lên mạng nó đe dọa người này người khác, và nó đưa ra những cái lý do đó, chúng ta thấy nó rất là buồn cười. Chúng ta đi vào xem đi, đám mà gọi là luật sư toàn thua, nó lên trên mạng nó chửi như thế nào, nó lên trên mạng nó xỉa xói như thế nào, nó định nghĩa, nó giải thích những cái vụ án như Thiền Am nó ra làm sao, rất là bậy bạ, nói chung không có mang cái tính chất mà nó đúng phản ánh đúng cái bản chất. Chúng ta không cần họ họ nói tốt, hay là không cần họ phải công nhận cái sự quyết định của tòa án,
Nhưng mà nếu mà họ muốn phản biện đó, họ phải đưa ra những cái lý lẽ nó thuyết phục. Đằng này họ không đưa ra lý lẽ thuyết phục mà họ mang đến chất nó tầm bậy. Thí dụ như cái bản án của Thiền Am đó, người ta xử về cái tội 3 điều 331, trong đó dựa trên cái ba cái hành vi. Hành vi thứ nhất là xúc phạm danh dự, xúc phạm đến uy tín của các cái cơ quan như là cơ quan công an điều tra của cái thành phố, không phải là của thành phố mà của huyện Đức Hòa. Rồi cái thứ hai là trên cái hành vi là xúc phạm danh dự hay là uy tín của cái ủy ban tôn giáo, coi như là giáo hội Phật giáo Việt Nam trung ương mà ở tỉnh Long An. Rồi cái thứ ba là xúc phạm đến một cái thiền sư, một cái nhà tu hành, chúng ta biết rồi, ông Phạm Ngọc Thảo, ông Nguyễn Ngọc Thảo gì đó, thì ông nó có mang tên là gọi là thiền sư, ông thích thích Nhật Từ, thì chúng nó nhảy lên, nó cứ nói rằng là cái vụ việc này là khởi tố các cái bị can bị cáo đó và bị tội là bởi vì ông Thích Nhật Từ, và nó quay sang nó đánh ông Thích Nhật Từ. Nó thóa mạ tôn giáo của Việt Nam lớn nhất ở Việt Nam, đó là Phật giáo Việt Nam. Và nó nói là tòa, coi như là nó theo cái giọng điệu của hải ngoại rằng là coi như Phật giáo của Việt Nam là quốc dân. Rồi ta đánh luôn cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong khi đó thì nó không có phân tích rõ về cái hành vi thứ ba là cái hành vi gây rối trật tự và xúc phạm thóa mạ ở ngay cái trụ sở của đồn công an. Tức nghĩa là những người họ tu tập đó, và ngay cả một cái công dân mà chấp hành pháp luật đi nữa, người ta không bao giờ họ làm như vậy. Đã vậy còn livestream, rồi đã còn phát trực tuyến. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng họ đã giải thích nó rất là phiến diện, nó không phản ánh đúng bản chất. Và sau này đi nữa, những cái tình tiết trong cái vụ án tại sao họ biết, và tại sao họ đưa lên trên mạng xã hội một cách công khai, rồi họ lý giải những cái điều luật ở trong cái tố tụng hình sự của Việt Nam hoàn toàn tầm bậy lắm. Giống như là nói rằng là cơ quan công an của tỉnh Long An không có cái quyền để mà triệu tập, hay là không có quyền để mà trưng cầu giám định ADN cho các cái người có liên quan ở trong cái vụ Thiền Am. Và họ nói là luật sư có cái quyền trên cả cơ quan pháp luật nữa, tức nghĩa là khi mà cơ quan công an của Việt Nam muốn làm những cái điều này điều kia phải cho cái sự có mặt của các vị luật sư. Họ rất là hoang tưởng và họ nói những cái điều rất là sai để cho cái đám mà dân chủ cuội ở hải ngoại nó đưa vào các cái bản báo cáo để mà người ta nghĩ rằng là chính quyền của Việt Nam đang làm sai. Chính quyền của Việt Nam hay là luật pháp Việt Nam đang làm sai. Nó làm bôi nhọ uy tín, nó làm mất uy tín, nó làm hạ bệ cái vai trò mà chức năng của các cái cơ quan nhà nước. Đây là một cái điều gọi là, nếu mà ở Việt Nam gọi cái từ phản động thì nó hơi nhẹ. Có thể nó là lật đổ chính quyền hay đấu tranh chống chính quyền thì có. Bởi vì nó là điều rất là rõ rồi. Chúng ta thấy có lẽ là vì đồng tiền thôi, đồng tiền nó kiếm cơm, nó muốn nhận những cái đồng tiền ở từ hải ngoại. Bởi vì cái vụ Thiền Am là cái vụ được cho rằng đã là cái núi hứng tiền, là cái rổ hứng tiền bao nhiêu năm trời, với những cái hình ảnh của các chú tiểu, cái hình ảnh của các cái nhà sư ở trong cái vụ án này, những cái người mà gọi là có năng lực về cái vấn đề ca hát, hay là người ta làm những cái show diễn đó để mà nó thổi phồng lên, nó đánh bóng tất cả tên tuổi lên. Thì bao nhiêu người cứ nghe nói rằng là những đứa trẻ là những trẻ mồ côi, những cái người tu tập ở đây ăn chay niệm Phật, không mà hát hay quá, tập giỏi quá, rồi đủ thứ chuyện hết, và người ta cứ gửi tiền về, vừa là nơi tu tập vừa là coi như là cái mồ côi nữa, người ta rất là cảm thương, và hàng tấn tiền nó đã gửi về cái chỗ này thông qua rất là nhiều kênh, nhiều cái kẻ nó đã lãnh thầu rồi, nó dính vào các vụ việc này và nó sẽ được chia tiền trong cái vụ đó. Và bây giờ thì khi mà cơ quan chức năng của Việt Nam đánh cái vụ án này thì nó mất ăn, nó quạo, nó quay sang nó làm cái chuyện khác, nó quay sang nó đấu tranh dân chủ nhân quyền, rồi nó nói là nó cứu trợ, nó giải cứu Thiền Am. Thật ra là cũng chả giải cứu gì được hết trơn á. Những kẻ mà họ chuyên môn gây quỹ họ bắt đầu họ lên tiếng rồi, ở hải ngoại lên tiếng rồi, nó ra rã, nó hổm ra, nó nói rằng là nó sẽ giải cứu được Thiền Am, sẽ rước được những cái đứa trẻ mồ côi trong cái vụ việc này để mà đi sang Hoa Kỳ sinh sống, để mà thoát ly khỏi chế độ cộng sản, thoát ly khỏi cái nhà nước Việt Nam, và để mà đưa nó đến bến bờ tự do. Và họ quả quyết 100% là sẽ đưa được. Bây giờ chỉ có khó khăn duy nhất là cái gì, là tiền. Quý vị hãy gửi tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm được, gửi tiền về.
và nó đang kêu gọi nhiều người mà chống cộng đó, nhiều người mà có ác cảm với chính quyền Việt Nam và những người mà họ họ mơ hồ họ tin tưởng của tụi nó để mà gửi thiệp với nó, gửi cho nó để rồi tới đây nó cũng sẽ làm nhiều thứ. Ở trong đó có cả mướn các cái luật sư toàn thua, nhờ những cái đám âm binh luật sư như là Trần Văn Sĩ để mà lên trên mạng bắt đầu xuyên tạc cái chính quyền Việt Nam, xuyên tạc các cái bản chất vụ án, làm mất uy tín đi các cơ quan công quyền của Việt Nam, làm vô hiệu hóa các cái niềm tin của những người Việt ở hải ngoại liên quan đến cái vụ án này. Đây mới là những cái chiêu trò có thể nói rằng về cái mục đích chính trị rất là sâu xa. Có lẽ là cái đám dân chủ cũ nó đã len lỏi quá nhiều vào trong cái hệ thống, ngay cả những cái tổ chức gọi là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp giống như là cái tổ chức luật sư, một cái điều vô cùng báo động. Và chúng ta thấy rằng đó, vừa rồi thì ở phía bên báo chí của Việt Nam, những cái báo chí chính thống đã bắt đầu lên tiếng cái vụ việc này rồi, và người ta đã cảnh báo mà nói chung là còn tố cáo luôn một cái tổ chức nhân quyền. Thí dụ như là ngày 28 tháng 11 năm 2022 vừa rồi thì tờ báo Công an Nhân dân ha có đăng một cái bài mang tên là mang danh tự do tôn giáo, USCIRF, là coi như là lại hành động lạc lối. Trong đó thì nói rất là rõ, đây Ủy ban Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ vừa đưa những cái bị cáo trong cái vụ án Thiền Am này vào cái danh sách nạn nhân tự do tôn giáo và niềm tin. Chúng ta thấy rất là kinh khủng rồi. Đó, và còn nhiều những cái tờ báo khác đã bắt đầu đăng những cái bản tin như thế này. Và ở góc độ ngoại giao đó thì ở Việt Nam phải làm rất là nhiều thứ. Chúng ta thấy là thù trong giặc ngoài thì bây giờ nó rất là dữ dội. Chúng tôi không nói những cái điều này để mà đứng ở góc độ là những người quản lý ở trong Việt Nam. Chúng tôi chỉ nói ở góc độ là căn cứ theo luật pháp hay là chính sách của Việt Nam. Và chúng tôi chỉ muốn nói là cái bản chất của cái vụ án Thiền Am nó không đúng như là cái đám và lỗi luật sư toàn thua, hay là cái đám mà nó gọi là cuồng Thiền Am nó đã giải thích, và cái đám chống cộng cùi ở hải ngoại hay là dân chủ cùi ở hải ngoại, cái đám mà nó dính vào Thiền Am để mà nó gây quỹ nó kiếm cơm, thì nó nói rất là sai, rất là sai. Chúng tôi chỉ thấy rằng họ thà rằng nó chống cộng hay là nó có thể chửi bới, nó tranh luận bất cứ vấn đề gì, có điều nó phải nói cho đúng, nó nói phải thuyết phục, và sự việc nó ra làm sao họ nói cho đúng. Thì trong cái bài báo của phía Công an Nhân dân, người ta cũng nói rất là rõ là tổng cộng ở phía bên cái nhóm Thiền Am đó có năm cái video và một cái bài viết trên mạng xã hội, và có gọi là có vi phạm pháp luật đàng hoàng, cho nên là họ xử cái bản án đó rất là đúng. Trong khi đó thì về cái vụ việc này thì bây giờ đó phía bên cơ quan chức năng người ta còn khởi tố thêm cái tội thứ nhì là cái tội lừa đảo. Tội lừa đảo là cái tội mà chắc chắn là sẽ có kết luận điều tra và sẽ có coi như là có các cái chứng cứ mà người ta sẽ liệt kê ra, và chúng ta sẽ thấy là người ta trên cơ sở là những cái hành vi gì. Thí dụ như là cái danh sách mà là đưa vào cái danh sách gọi là vi phạm tự do tôn giáo đó, thì ở phía Việt Nam đã nhiều lần phản đối rằng là những hành động như vậy gọi là đi ngược lại với cái chân giá trị của cái tôn giáo, và một cái số cá nhân là chống đối với vịnh cái lý do này cũng hùa theo và có những cái bình luận sai trái nhằm để đả phá chính quyền của Việt Nam. Tờ báo Công an Nhân dân cũng đã lên tiếng như vậy. Tuy nhiên thì ở góc độ pháp luật thì chúng ta thấy là chưa thấy sờ gáy những người này, chưa thấy có một cái sự mà răn đe giáo dục hay là chặn đứng những cái làn sóng như thế này. Những người ở trong cuộc như là cái đám luật sư đó, nó nói thì cái tiếng nói nó quan trọng hơn, bởi vì nó trực tiếp nó xem cái vụ án, nó nói vụ án này là oan sai, vụ án này chụp mũ, vụ án này là tạo dựng, chứng cứ này là tầm bậy, và công an không được làm việc đó, tòa án không được làm việc kia, luật pháp không có quy định như vậy, chỗ là tòa luật này là ly sai. Thí dụ ngay cả ông Nguyễn Văn Miến còn nói rằng là điều 331 là tầm bậy, điều đó cần phải nên bỏ ra khỏi cái luật hình sự, trong khi mình đi cãi là mình cãi là áp dụng cái điều 331 như thế nào và bị cáo của mình có vi phạm cái điều 331 hay không. Còn cái việc mà bỏ cái điều luật đó hay không bỏ điều luật đó không phải cái diễn đàn của tòa án, không phải là trong phiên xét xử, cái ông thẩm phán làm gì có quyền để mà bỏ cái điều luật đó. Ông thẩm phán cũng là cái người để mà chấp hành và thực thi theo cái điều 331 thôi, làm thực thi thế nào cho đúng thôi, chứ ông đó làm gì có cái quyền muốn mà bỏ cái đó đó. Cái ông Nguyễn Văn Miến hay là nguyên cái đám luật sư toàn thua phải đi đến coi như là quốc hội của Việt Nam,
phải yêu cầu người ta nó bỏ chứ, hoặc là yêu cầu người ta phải họp lại, người ta phải xét rồi phải có thủ tục đàng hoàng chứ đâu có đơn giản đâu. Thì trở lại cái vụ việc này đó, chúng ta thấy rằng như là ông Lê Tùng Vân thì người ta xác định ông Lê Tùng Vân là một cái người đã chống đối và những cái người không hợp tác với chính quyền, và ông ta tu tập là cũng không tuân thủ theo các cái quy định của luật pháp và không có đóng góp gì cho các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam cả. Hay nói đúng hơn đó, ví dụ như là những cái dẫn chứng ở tại phiên tòa cho thấy là ông Lê Tùng Vân trong những cái lời nói thì nói rằng là coi như là tôi không theo cái tôn giáo, không theo tôn giáo nào hết và chưa có vợ và tôi đang mong muốn rằng là coi như là được lấy vợ nữa. Rất là kinh khủng, nó rất là tầm bậy, không có theo một giáo lý nào cả và nổ sản, và là không có một người mà tu tập chân chính, tầm bậy tầm bạ và chỉ xây những cái am rồi tự xưng rằng là thiền am rồi tự xưng là tịnh thất rồi đem cái tượng Phật về dựng cái đó và nói mình là tu tập và tự mặc những cái áo vàng vào và tự cạo đầu, tự gõ mõ tụng kinh và gõ mõ tụng kinh hay là Phật sự cũng tầm bậy luôn, không có đúng gì hết. Và những cái cách làm như vậy đó, tại sao được cái đám dân chủ cuội nó cổ xí, cái đám dân chủ cuội hay là cái đám chống cộng đó, hay chúng ta dùng cái từ là chống cộng cuội, chống cộng kiếm ăn đó, thì bởi vì là sao, bởi vì thường dựa vào tôn giáo nó dễ kiếm tiền và dựa vào tôn giáo thì có cái để mà nó báo cáo, có cái để mà nó làm lớn chuyện lên, có cái để mà nó nuôi dưỡng và thành nó kích động hận thù. Ai cũng biết được rằng trong cái đám mà nó lên tiếng về cái vụ thiền am đó có nhiều người là Thiên Chúa giáo, nhiều người là Kitô giáo, thì đây là một cái hình thức họ kích động. Và cái đám mà dân chủ cuội nó thích nuôi dưỡng những cái nơi tu tập giả danh như là thiền am để mà cái gì, để nó dễ rót tiền về, nó dễ là cái nơi hứng tiền để thông qua những cái nơi đó nó có thể là chuyển tiền đi làm những cái chuyện khác, những cái chuyện hoạt náo khác, những cái chuyện hoạt động dân chủ khác. Thí dụ như cái vụ thiền am chúng ta đã có thể thấy rõ rồi, cái đám thiền am rồi cái đám âm binh, cái đám mà gọi là phen cuồng của cái thiền am đó, nó đã được những cái quyền lợi như thế nào và nó được nhận những cái đồng tiền từ nước ngoài ra làm sao. Tất cả vụ án này cần phải mở rộng rồi, không phải đơn giản là liên quan đến các bị cáo ở trong vụ thiền am không, mà nó đang trở thành một cái mắt xích quan trọng và lợi dụng vào cái việc này nhằm để chống chính quyền của Việt Nam. Có thể nói rằng đó, ở Mỹ đó thì những người mà theo Phật giáo chẳng hạn, trong cái cộng đồng Việt Nam thì nhiều người họ chỉ cần làm cất cái nhà lên rồi họ xin biến đổi cái nhà đó thành một cái nơi tu tập rồi họ sơn màu vàng lên. Có nhiều người họ nói rằng là chỉ mua cái nhà rồi sơn vàng lên rồi gây quỹ kiếm tiền rồi như vậy thôi. Và ở Mỹ thì các cái cơ sở mà tu tập, thí dụ như nhà chùa, nhà chùa không phải là cơ sở của giáo hội. Ở Mỹ không có một cái giáo hội giống như là ở Việt Nam, cho nên nó chùa của ông nào đứng tên thì là của ông đó, của bà nào đứng tên là của bà đó. Thực tế là ở vùng lý đô Sài Gòn chúng ta đã thấy một cái vụ thưa kiện đấm đá lẫn nhau, chửi bới lẫn nhau, chỉ trích lẫn nhau, mạt sát lẫn nhau để mà tranh giành cái quyền quản trị của một cái chùa, rất là hỗn loạn. Và nhằm những người mà họ đứng ra họ xin cho quý vị cho tiền tôi đi, tôi cắt cái chùa, cắt xong rồi thì sao, và cái ông đó ông trụ trì, ông đó ông làm chủ cái căn nhà miếng đất đó thì dĩ nhiên là cái nhà đó của ông thôi. Bây giờ giá trị của cái chùa đó ví dụ như 5 triệu 7 triệu, tới một lúc mà ông già ông nói thôi bây giờ tôi mệt quá, tôi không hứng nữa, tôi không muốn đi tu nữa, tôi không muốn mà giữ cái chùa này, không muốn gõ mõ nữa, bây giờ tôi đi bán cái chùa này, thì các Phật tử thì sao, chỉ cũng đứng đó mà trố cái mắt nhìn thôi, không có làm được. Không phải như là cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta. Văn hóa của Việt Nam chúng ta từ khi mà đất nước chưa thống nhất, từ khi mà cái công cuộc giải phóng dân tộc, cái cách mạng của Việt Nam đó cũng chưa có thành công, chưa có cái đảng Cộng sản đi nữa, thời thời phong kiến đi nữa thì người ta cũng vẫn nói rằng chùa là tài sản của ai? Của công cộng. Nhà chùa là, bởi vậy mới có cái từ ngữ rằng là đến chùa mà ở, ăn cơm chùa, tối ngày cái gì chùa chùa, tức là cái gì cũng miễn phí, cái gì cũng có thể là của chung hết, tức là mày có gì lên chùa đi. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ, trong khi ở ở hải ngoại đó không có chuyện đó. Nhà thờ thì là của giáo hội, bởi vì giáo hội Vatican họ quản lý rất là chặt,
tất cả các nhà thờ muốn sửa chữa, muốn xin tiền, muốn làm bất cứ cái gì cũng phải quyên tiền được, cũng phải nộp lên trên. Rồi người ta mới phân bổ trở lại giống như một cái cơ quan quản lý của một quốc gia vậy. Còn đối với nhà chùa thì nó là như thế, nó là tư nhân, nó chả là cái gì hết. Cho nên cái đám dân chủ cùi ở hải ngoại, cái đám chống cộng cùi ở hải ngoại, cái đám mà nó kiếm cơm quấn cờ vàng đó, thì nó muốn khuyến khích để làm những cái điều giống như ở ở Hoa Kỳ, những cái điều mà vượt ra khỏi cái sự quản lý của các cái giáo hội Việt Nam. Thật ra giáo hội Việt Nam đâu phải là cơ quan nhà nước, giáo hội Việt Nam là một tổ chức của những người họ tu tập, chứ không phải là của một cái đạo giáo, chứ không phải của nhà nước. Nhưng mà họ cứ chụp vào đó là cái cơ sở nhà nước và đó là chính quyền, và họ muốn thoát ly ra để chi, họ rót tiền vào. Nếu như mà cái chùa bình thường á, ví dụ như ngay cả như chùa Bái Đính, chùa gì đi nữa, thì sau này họ cất cất thì cũng phải nằm trong giáo hội. Và vừa rồi giáo hội Phật giáo của Việt Nam cũng điều chuyển là những người trụ trì từ chùa này sang chùa kia sang chùa nọ, thì cái điều đó rất là rõ ràng. Và cái chùa ở tỉnh, thí dụ như là Vĩnh Long hay là ở tỉnh Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng gì nữa, thì những chùa đó, những cái người đứng trụ trì người ta vẫn đều đi tới lui đủ cái chuyện hết, không phải cái chùa đó của anh, chùa đó của giáo hội. Do đó đó thì chúng không muốn như vậy. Khi mà nó quyên nhiều tiền quá, không lẽ giờ nó 20 tỷ, giờ nó muốn cất cái nhà nó 2-3 tầng rồi các thứ, rồi đến một lúc nào đó thì con em của ông Lê Tùng Vân, cháu con của ông Lê Tùng Vân tự nhiên bị đẩy ra khỏi cái chùa đó, đi chỗ chùa khác tu chẳng hạn, thì giờ như vậy họ mất tài sản, họ đâu chịu. Họ muốn lập ra một cái riêng, chính vì cái điều đó đó. Rồi những sử dụng những cái đồng tiền đó để mà chi cho cái đám này đám kia, để mà nuôi quân chống cộng chẳng hạn, nuôi quân để mà chửi cộng sản chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều như vậy đó, nó muốn giữ cái thế đó. Còn đối với các tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ như là Quỹ hội tự do tôn giáo coi như là quốc tế ở Hoa Kỳ đó, thì nó muốn can thiệp vào công việc của Việt Nam để làm chi, lợi dụng vào đó để mà áp đặt các cái chính sách, đẩy Việt Nam trong cái thế thương lượng với Hoa Kỳ để mà rất là nhiều cái chuyện khác nhau. Còn cái quỹ hội này đó luôn luôn muốn đưa Việt Nam vào cái danh sách gọi là danh sách cần đặc biệt quan tâm về cái vấn đề tự do tôn giáo, hay tiếng Mỹ nó còn gọi là cái chữ viết tắt là CBC đó. Thì nhiều năm rồi, năm nào cũng vậy, các tổ chức chống cộng lúc nào cũng lợi dụng việc này đưa việc kia vào để mà khuyến khích quốc hội của Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam vào danh sách CBC, là danh sách đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Mà một khi người ta đưa được vào đó thì là một điều vô cùng khốn nạn, một cái điều khó khăn vô cùng cho Việt Nam, một cái điều mà quan hệ kinh tế của Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng, có thể bị tăng thuế, sẽ bị khống chế, có thể bị giới hạn, có thể bị ảnh hưởng tới cái thu nhập, ảnh hưởng tới cái việc làm, không chỉ là cái thu nhập của Việt Nam hay là xuất nhập khẩu của Việt Nam không, mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái đời sống của công nhân viên chức, của những người mà làm trong những cái lĩnh vực mà có xuất khẩu hàng hóa đối với Hoa Kỳ, trong cái thương mại đối với Hoa Kỳ, và trong rất là nhiều các vấn đề khác về ngoại giao giữa Việt Nam với Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng. Chúng ta họ không phải là họ chống cộng, họ chống chính quyền không, mà họ chống luôn nhân dân Việt Nam. Người dân Việt Nam của chúng ta thấy rằng đang rất là khó khăn rồi, trong mấy năm vừa rồi khi mà đại dịch Covid-19. Bao nhiêu ngành nghề đã bị thất bát rồi, cuộc sống vô cùng khó khăn. Bây giờ kinh tế thì mới vừa khơi dậy một chút, thì những cái phong trào chống tham nhũng đang đẩy lên rất là mạnh. Và cái đám mà nó lợi dụng vào trái phiếu, nó lợi dụng vào cổ phiếu, rồi nó có hàng loạt những cái sự vi phạm, nó chiếm dụng tiền tài sản của người ta. Thì những cái doanh nghiệp, ví dụ như là khi mà có cái phong trào, hay nói đúng hơn là các cái cơ quan chức năng đang rà soát lại về cái phát hành trái phiếu doanh nghiệp đó, thì nhiều cái doanh nghiệp lớn họ đã không thể nào nhận được các tiền tài trợ của ngân hàng được nữa, và nhiều cái dự án đã đóng băng rồi, nó ảnh hưởng tới cái việc làm của bao nhiêu người rồi, chúng ta đã thấy những điều đó. Tức nghĩa rằng vì khách quan, vì chủ quan, vì nhiều cái việc nó đã làm cho kinh tế của người dân càng lúc càng khó khăn hơn. Và cái đám chống cộng cùi này, cái đám mà nó lợi dụng vào thiền am này, nó muốn tấn công một lần nữa, và có một sự đáp ứng, có một sự hả hê, có một sự tiếp tay chặt chẽ của những kẻ như là Đào Kim Lân, như là Trần Văn Sĩ, và như là cái đám luật sư toàn thua, và cái đám gọi là fan cuồng ở trong cái vụ thiền am.
và có lẽ là chúng thành công đó, chứ không phải đơn giản đâu. Tới một lúc mà nó đưa Việt Nam vào cái danh sách mà CBC thật đó, thì sẽ có những hình thức nó sẽ áp đặt lên cái chính quyền Việt Nam, tụi nó đang mong muốn những cái điều đó. Nhưng mà phải nói rằng vì cái vị thế của Việt Nam sau này đó thì cũng quá lớn đi, cho nên là Mỹ nhiều lần năm nào họ cũng có đề nghị như vậy, nhưng mà lên Thượng viện thì cũng bị bác, hoặc là ở Hạ viện có được thông qua thì lên Thượng viện người ta cũng không cho, và thậm chí là có lên Thượng viện rồi thì phải qua Tổng thống nữa, không chịu ký, cũng không làm gì. Và năm nay làm được, năm sau nó kiếm chuyện khác hay làm, nó cứ làm tới làm lui, làm tới làm lui vậy. Nó kích động, nó làm cho Việt Nam thế nào chính quyền của Việt Nam lúc nào cũng phải chống đỡ, thế nào cũng phải giải trình, thế nào cũng phải đem chứng minh với thế giới đó. Mà không lẽ những cái vụ án như cái ổ Thiền Am, cái ổ Nhền Nhợ như thế này, vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy, thách thức pháp luật như thế mà người ta không làm, hay là người ta bỏ qua những cái điều như vậy, thì nó sẽ bất công vô cùng cho những cái cơ sở từ thiện mà thành tâm khác, những cái cơ sở tu tập mà chính nghĩa khác, rồi những cái người mà họ làm và họ sống một cách rất là bình an, họ bằng cái sức lực của họ, bằng cái lao động chính của họ, chứ không phải là ngồi đó để mà lừa đảo thiên hạ để mà kiếm tiền, và cái lại còn được cổ xí, còn được quan ngân, còn được thổi phồng lên nữa, là một điều không thể chấp nhận. Đạo lý nào nằm chỗ đó, luật pháp nào nằm chỗ đó. Cho nên là cái vụ Thiền Am tới đây rất có thể là người ta sẽ khởi tố thêm cái tội thứ ba nữa, đó là cái tội loạn luân. Thì cái tội loạn luân này đang chờ các cái kết luận của phía cơ quan chức năng. Thì cái vụ mà Thiền Am đó, chúng ta thấy rằng là các cái người mà họ tu tập đó, như ông Lê Tùng Vân và những cái nhóm trong Thiền Am, là lợi dụng Phật giáo và những hình thức cơ sở của Phật giáo, và họ lợi dụng hình thức nuôi dưỡng những cái người gọi là cơ nhỡ từ thiện để mà trục lợi cho mình. Đó là những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng gì uy tín của Phật giáo của Việt Nam và ngay cả Phật giáo của thế giới nữa, cũng như là vi phạm về pháp luật, ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Công an điều tra an ninh của tỉnh Long An đó, người ta đang khởi tố về cái tội thứ hai rồi, nhưng mà rất có thể là sẽ có cái tội thứ ba. Thì chúng ta thấy rằng đó, bây giờ thì qua cái vụ việc này, cái tổ chức USCIRF á, cái tổ chức gọi là Quỹ hội nhân quyền này của Mỹ đó, thì với cái tên là Quỹ ban tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ, thì Việt Nam vừa lên tiếng là cần phải có những cái sự phát ngôn cũng như là các hành động cho nó đúng với cái danh xưng đó, phải bảo vệ với cái chính nghĩa, chứ cần phải có một sự nhìn nhận đánh giá khách quan, chứ không có nghe theo những cái bản báo cáo tào lao thiên địa, những cái bản báo cáo của cái đám mà nó chống cộng cuội, cái đám mà nó dân chủ cuội, để rồi nó đưa vào những cái lý giải như thế là nó hoàn toàn sai. Thì thật ra thì cái cách mà ở bên ngoài họ làm thì lúc nào họ cũng làm, nhưng mà lần này khó đặc biệt đó là nó sự ra mặt của cái đám luật sư, cái đám luật sư bào chữa trong vụ việc này. Và chúng ta muốn nhấn mạnh là cái đám luật sư và những cái kênh vừa rồi đó, nó ra rã nó xuyên tạc cái bản chất của cái vụ án Thiền Am, và nó kích động quần chúng, nó kích động dư luận theo cái chiều hướng rằng cái bản án này bản án quy chụp, bản án này bản án sai trái, bản án này không có cái cơ sở pháp luật. Đó mới là vấn đề. Nếu như mà chứng minh được bản án này là đúng, bản án này là thuyết phục, thì phải xử lý những cái kẻ như là Trần Văn Sĩ, như là Đào Kim Lân và những cái đám luật sư toàn thua và cái đám fan của Thiền Am lên trên mạng chửi rủa người khác, làm lung tung sàn ngầu hết. Và nếu không giải quyết được cái vụ này, không lôi ra ánh sáng, không trừng trị ít nhất về mặt đạo đức đó, hay là ngăn chặn họ đó, thì những vụ việc tương tự sau này có lẽ nó sẽ nghiêm trọng hơn, bởi vì nó đã có một cái đường dây rồi, nó có một cái cách để mà nó kết nối trong ngoài với nhau. Thì bây giờ kết nối trong ngoài rất là dễ, mà không cần phải đi về trực tiếp, họ có thể là qua những hệ thống mạng xã hội liên lạc với nhau, chuyển tiền cho nhau, thuê mướn cho nhau, đặt hàng cho nhau, rồi họ làm thôi. Nhằm mục đích gì? Mục đích là chống cộng thôi, chứ là cái gì? Lật đổ chính quyền của Việt Nam. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Cho nên là qua cái vụ việc này thấy rằng nó rất là nghiêm trọng, nó là một điều rất là cảnh báo. Và một lần nữa Việt Nam đứng trước cái thế là phải phản bác cái luận điệu của cái tổ chức gọi là USCIRF. Đó là cái điều chúng ta đã chia sẻ ngày hôm nay, và chúng ta sẽ trở lại vấn đề này để mà đào sâu hơn nữa ở một khía cạnh khác.
trong thời gian tới. Xin kính chào quý vị.